Hello mọi người, thì mình là Kid đây và đây là cái shop refi của Kid nè, shop mrkidff.vn. Bạn nào mà có nhu cầu muốn đắp refi hoặc là thử vận may kim cương á thì có thể ghé shop ủng hộ Kid nha. Bây giờ thì cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều vì đã ủng hộ cho Kid nè. Hello, xin chào mọi người nha. Bữa nay Kid được nghỉ ở nhà mọi người, Kid không có làm như ráo á. Mình làm video cho mọi người xem ha. Mình sẽ leo từ chiến thách đấu đi mọi người. Hiện tại thì Kid chỉ mới có 43 sao thôi. Còn khoảng tầm đâu đó 10 sao nữa là Kid sẽ lên được cao thủ. Mà từ cao thủ lên thách đấu á thì nó khoảng tầm 100 sao mọi người, khoảng tầm 100 sao là mình lên được thách đấu rồi. Bây giờ là Kid đi được nửa chặng đường rồi ha. Mấy nay mình cũng ít chơi, một ngày chơi được có khoảng tầm mấy tiếng rồi. Ngày nào chơi nhiều thì được khoảng tầm tiếng rưỡi gì đó. Còn bữa nào ít chơi thì chơi được khoảng tầm tiếng nửa tiếng mọi người. Ôi, ông kia ông công hậu báo vậy. Lên lẹ lẹ để ông chết. Ui, bắn gì ghê vậy, cân 4 luôn. Ôi, dữ vậy ta. Trời ơi, bắn hay vậy. Ông này ông tên là Hậu C4 mọi người. Ông này ông bắn dữ vậy ta. Chà, Hậu C4VN. Ôi, hành động kìa. Hành động khiêu tướng, khích tướng quá vậy. Bắn hay quá ta. Ông này ông nguy hiểm quá ta, ông bắn dữ nè. Được, để con bắn rồi sao. Ôi, ông chạy kìa. Ôi rồi, lượm ơi, hết rồi mọi người ơi. Ông hết rồi. Rồi, sao team mình sao hai ông kim tự tử luôn rồi. Trời ơi, cái này ghép ngẫu nhiên mọi người nha. Ghép ngẫu nhiên mà vô trúng cái ông này ông hát luôn nè. Xui rồi mọi người, giờ không biết sao luôn. Tự nhiên hai ông đồng đội mình ông tự sát luôn mọi người. Trời ơi, bắn luôn chứ, tự sát gì, mình đây leo răng mà. Mình ghép chúng hết là mình xui chứ đâu phải là do mình cố ý đâu mọi người, đó không? Là cố ý mình bắn luôn. Bắn luôn chứ sao tự nhiên tự sát. Tự sát giờ bỏ mình kích bơ vơ ở đây, sao kích bắn lại mấy ông này. Trời ơi. Ông kia cũng hát, tưởng đâu ông bà rò lắm mọi người ạ. Thôi rồi, kích chết kích rồi. Không được mọi người ạ. Một mình chống mafia không được. Mấy ông này mạnh quá mọi người. Trời ơi, tưởng đâu mới vô ông làm phát cân 4, tưởng đâu ông bà rồ lắm mọi người ạ. Mình không để ý ông chạy nhanh luôn á. Và set thứ hai thấy ông chạy dù như siêu nhân luôn. Dễ sợ thiệt chứ mọi người. Ông này là gì? DGH Hậu C4 nè. Được. Tí xíu mình sẽ report nha. Các bạn yên tâm đi, mấy trường hợp này các bạn cứ việc là report á, báo cáo thôi. Mình cứ bắn bình thường đi, lỡ ghép ngẫu nhiên trúng thì cứ bắn bình thường đi. Tự nhiên tự sát mọi người. Tự sát cái mình thành ra mình bị tụt điểm răng đúng không nào. Lỡ rồi thôi, nếu mà các bạn chơi family á thì đồng đội team mình đừng có bắn. Để cho cái ông hát này nè, ông bắn trước đi. Để cho team kia cần giết ông này trước. Xong bắt đầu mình mới xông lên. Đúng không nào, ba cái bạn còn lại xông lên bắn thì như vậy nó cũng family rồi. Đâu phải mình cố ý đâu. Còn nếu như mà cái trường hợp mà các bạn Hậu C4 này bắn thắng á thì trận xong tự sát mình nhường lại thôi ha. Nhường lại cho team bạn thắng lại trận. Trời ơi, mình ổng cân 4 luôn mọi người ạ. Hậu C4 này là hậu fan của C4 hay là hậu cân 4 đây? Xíu nữa kích report nha, báo cáo nha. Cái tội hát này không được mọi người. Bữa giờ kích báo cáo nhiều bạn lắm, mà báo cáo xong là bị lóc mặt hết mọi người. Nên là các bạn yên tâm đi. Gặp mấy trường hợp này á, các bạn cứ mạnh tay báo cáo lên. Báo cáo lên là refi khoảng tầm 1-2 hôm á, thì họ sẽ gửi cái mail, họ sẽ gửi lá thư cho mình là báo cáo là cái trường hợp này đã được xử lý rồi, đã bị ban ạt rồi, nên mọi người cứ yên tâm nha. Mà không biết là hai cái ông kia là hai ổng ghép ngẫu nhiên giống mình hay là hai ổng là đồng phạm chung với ông này ta. Không biết đâu mọi người. Ôi, ổng cân 4 kìa. Làm lớp rẽn luôn mọi người. Dã man dễ sợ luôn. Trời ơi. Này cũng không biết sao mọi người, không biết là hai cái ông kia là đồng bọn của cái ông Hậu C4 này hay là bị can bị hại giống như Kid ta. Này là xui mọi người, mình xui nha, mình xui ghép ngẫu nhiên nha, chứ không phải là mình ghép chung team đâu. Hai ông kia cũng tự sát kìa, mình bắt chước tự sát luôn mọi người. Tự sát chung để mình coi cái ông Hậu C4 này ông bắn sao ha. Nói chung là bây giờ không giống như hồi xưa đâu mọi người. Bây giờ các bạn report mạnh tay vô ít thơm nữa là qua 1-2 OB nữa là nó sạch hết luôn mọi người, sạch hết nó luôn á. Nên là không ai dám hết nữa đâu. Nhất là những cái bạn nào mà xài data ghim tâm á, là mấy bạn đó là đang nằm trong tầm ngắm của refi nha. Refi quét rất là gắt luôn. Rồi xong, ủa sao ông chết luôn rồi.
Ủa cái ông hậu xe 4 không quéo luôn mọi người. Trời ơi, bắn thắng đi chứ, chạy bộ bắn thắng đi chứ, lỡ vô bắn thắng luôn đi cho tôi lên điểm răng. Nhận biết sao mọi người, bây giờ mà thoát trận á thì các bạn bị AFK ha, mà mình bắn thắng á thì mình bị report chắc rồi. Nói chung là team bạn không biết là team mình thế nào đâu, không biết là mình có ghép ngẫu nhiên hay không, nhưng mà chắc chắn là nếu mà team mình thắng á là team bạn sẽ report mình. Mà cái trường hợp này thì các bạn cũng đừng có sợ, tại Refi họ biết mà, họ biết là mình ghép ngẫu nhiên hay là mình ghép chung hack mà. Chỉ những bạn nào mà ghép chung hack á thì mới bị ban chung thôi. Ôi ông kia ông chết gắt luôn rồi, trời ơi ông, cái ông hack này cụ bắp quá ta. Trời ơi cụ bắp dễ sợ mọi người, ông 14 kill này thôi, lỡ bắn thì bắn thắng luôn đi bạn ơi. Cho mình lên răng chứ làm gì chứ, chết mình tụt răng chết luôn. Nhờ sao đây mọi người, mình nên bắn hay là mình nên thua đây? Theo các bạn nên làm gì trong trường hợp khó xử này? Một tí xíu là kit report nha, báo cáo nha, báo cáo là đảm bảo là sẽ bị bayạt đấy. Rồi xong, mình sẽ theo đồng đội mình luôn nha. Đồng đội mình sao thì mình nằm dậy đi mọi người cho nó vui, chứ bỏ rơi đồng đội mình tội nghiệp. Để coi cái ông hậu C4 này ông mà ngăn sao. Ôi rồi sao chạy ra bo luôn rồi. Trời ơi cái này là trường hợp ăn năn hối cải mọi người ạ. Quay đầu là bờ nhưng mà quá muộn rồi. Chắc chắn là sẽ bị report và chắc chắn là sẽ bị ban á, bị phạt. Để xem nè, bạn này được 14 kill luôn mọi người. Trời ơi một mình ổng là càng quét mafia luôn. Dễ sợ, lúc đầu tưởng đâu là ổng mà rò mọi người nhá. Thấy ổng một mình cầm lục bạc lên mà cân 4 làm rất rẻn luôn. Tưởng đâu bán hay lắm. Ai nhè. Trời ơi, hèn sản mọi người. Là mình tụt quang một điểm răng mọi người, một điểm sao rồi nè. Trời ơi, hai đồng đội mình cũng bị lay luôn. Mình còn khoảng 57 sao nữa là mình sẽ lên thách đấu mọi người nha, nhưng phải leo cho nhanh, chứ không là mấy cái ông ở dưới á, mấy ông leo qua trước mình thì mình leo không kịp á. Nói chung giờ ngày chơi cũng ít mọi người. Thôi, bây giờ thì mình sẽ chờ đợi kết quả của bạn hậu C4 này coi sao ha. Đây đây, có thư mọi người nha, kính chào mọi người xem thư này. Nói chung là Refi họ xử lý rất là nhanh luôn. Đây kit vừa mới ban được hai bạn mọi người. Này là cái bạn hậu C4 nè, 2 2 3 5 7 9 9 7 nè. Dựa trên báo cáo của bạn một người chơi 2 2 3 5 9 7 là cái bạn hậu C4 nãy đó, mọi người xem lại sẽ thấy đã bị phạt vì vi phạm các nguyên tắc dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi gửi lời cảm ơn bạn vì đã giúp xây dựng cộng đồng thể thao điện tử Refi lành mạnh và công bằng đó mọi người, thấy không? Nói chung là Refi của OB mới này á, cái thấy là rất là hay luôn. Họ chống hack và họ xử lý hết rất là nhanh. Nên là các bạn nào gặp hack thì mọi người cứ mạnh tay, mạnh dạn nha, mình report đi. Thì chắc chắn là 2 ngày sau Refi sẽ gửi thư cảm ơn các bạn thôi. Đấy, còn cái bạn trên này là một cái bạn mới nè mọi người. Cái ông trên này là cũng hack này. Kit ban. Kit báo cáo report xong là Refi họ cũng phạt thôi. Nên là rất là đơn giản ha. Ok thì chắc là Kit sẽ kết thúc video ở đây thôi ha mọi người. Cảm ơn mọi người vì đã xem video đến phút này ha. Hôm nào rảnh thì Kit sẽ ra nhiều video hay hơn cho mọi người xem. Tại bữa nay là đáng lẽ bắn nguyên trận mà gặp ông hack này thôi, hết cái trận của mình rồi. Bye bye mọi người nha.